Xin chào các bác, em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em dỡ hàng em treo trồng thuần ở trên này xuống bán. Hôm nay em dỡ cái phi điệp trắng đài. Đây là một cây phi điệp trắng đài này. Cây nên phát triển nó rất ok, em bón phân tan chậm này, cộng với than củi. Phải nói là cái than củi nó có tác dụng thật đấy. Nó làm cái bộ rễ cây nó khỏe và phát triển rễ nó ổn định và thân nó cứng đanh luôn. Thì một số nó bắt đầu thắt ngọn dài thêm. Đây. Một chậu trung bình là được hai thân như này các bạn. Đây là phi điệp trắng đài. Thân nó xanh sạch trong vắt luôn. Đây em trồng, các bác nếu mà mua về thì cứ thế này treo là cây phát triển ổn định rồi, không cần phải làm gì hết. Vỏ thông và than củi thực sự kết hợp với nhau em cảm thấy nó là ok, mỹ mãn nhất. Đây có những chậu như thế này. Đây. Khi mà em bón phân tan chậm vào là bắt đầu nó phát triển nó xanh như này và nhìn nó cảm giác như đây là người rêu rồi sẽ mọc lên. Và nó luôn khô. Nó luôn khô thoáng cho nên cây nó có thể gặp trời mưa bão to hoặc nó vẫn thoát được nước. Giới thiệu mặt hoa của trắng đài. Mặt hoa rất là ấn tượng. Em hay nhập những cái dòng trắng mà thân nó to đây. Đây là phi điệp trắng đài. Cánh nó rất là to và dài. Nó có đều cúp xuống. So với loại cánh của phi điệp Việt Nam thì nó không đẹp bằng. Nhưng mà nó trắng tinh, hoa to bằng cái bát ấy. Hoa to lắm. Cái này hàng này nó ngắn hơn đợt trước, em bán là 130.000. 130.000 một chậu phi điệp trắng đài. Đây là phi điệp trắng đài. Số lượng của em còn một vườn nhiều lắm. Em trồng nhiều xong đầu là em mua về không có treo lên, xong rồi bón phân. Chăm dễ đến mức chỉ cần em sử dụng có đúng phân tan chậm và than củi vỏ thông thôi. Mà cây nó không hề bị bệnh tật hay là ốm đau gì cả. Đây. Cái vườn của em thì em cho tắm mưa. Tắm mưa suốt. Đây chỉ sử dụng một cái loại lưới là lưới đài. Bên góc trong thì sử dụng cái lưới Nhật. Lưới đài thì có tác dụng là nắng nó xuống nhiều hơn, lưới Nhật thế. Nó làm cho nắng nhiều hơn. Mặt hàng thứ hai là ki của Hạc Vĩ Thiên Cung. Đây là ki Hạc Vĩ Thiên Cung. Ki này em có nhiều lắm. Em bán nó 7.000 một ki thôi. 7.000 một ki Hạc Vĩ Thiên Cung. Mặt hàng thứ ba là loại phi điệp gieo hạt. Phi điệp gieo hạt thì em nhổ lên em bán là 20.000 một cây. Đây các bạn, đây. Những cây đã phát triển tương đối ổn định này. Em nhổ lên em gửi cho các bác là 20.000 một cây phi điệp gieo hạt. Từ Châu Như đến Tuyên Quang, Thái Nguyên. Các mặt hàng đấy em rất là nhiều. Đây ví dụ như những chậu như này thì có 20.000 thôi. Đây. Cây đang phát triển rất tốt, các bác về chăm nó sẽ sang năm sẽ nhanh lớn thôi. Đây là phi điệp gieo hạt. Đây. Đây có những chậu như này. Đấy các bác. Số lượng thì vô đối. Số lượng em đây, những cái chậu này. Nó nhỏ thôi. Nhưng mà em được trồng thuần tại Việt Nam ngon lành hết rồi. Cây này cũng gieo hạt từ Việt Nam ra. Em hay trồng phi điệp gieo hạt thì hay trồng hàng của Việt Nam. Ít khi sử dụng hàng Thái. Còn đây là kiếm vàng cánh bầu. Vàng cánh bầu Hải Phòng em bán là 300 một khóm. Đây là vàng cánh bầu 300 một thân. Đây, một thân khỏe, đanh lắm. Em chỉ sử dụng vỏ thông, than củi và bột dừa đấy. Ba loại đấy. Bên này là kiếm vàng thong dai. Hai thân như này là 1 triệu này. Một thân già là 500. Còn đây là cây semi poi. Cây semi poi này em tính là 800. À đâu, cây này một mẹ một con là 1 triệu đấy các bạn, không phải 800 đâu. Semi poi. Đây đa số là phần kiếm vàng thong dai nhiều. Hai thân là 1 triệu, hai thân già là 1 triệu. Còn hai ba thân trẻ khỏe như này là 1,5 triệu này. Đấy. Hôm nay chủ yếu bán phi điệp trắng đài nhiều, cây phát triển ổn định đây. Dễ giết kỳ kiếc là bắt đầu là mọc lên mầm. Đấy còn những dòng hàng gieo hạt thì số lượng em rất nhiều nhá, 20.000 một cây. 20.000 một cây gieo hạt đây. Đấy còn gieo hạt. Sang năm nó đẹp lắm. Đây các bạn. Đấy. Em sẽ cứ chọn ở trong vườn những cây nào màu to, mập, mạp, khỏe mạnh. Em sẽ gửi cho các bác. Bên trong này là nữ hoàng tuyết. Nữ hoàng tuyết đây. Đây mặt hoa của nữ hoàng tuyết này. Thân nó đốt nó dài dài nhưng mà mọc lắm. Đây. Nữ hoàng tuyết thì cánh nó bầu và nó đẹp hơn là cây phi điệp trắng đài. Nữ hoàng tuyết cái thời điểm cách đây vài năm thì một chậu như này nó có giá khoảng 1 triệu. Bây giờ thực ra cũng ít người bán rẻ hơn cái mức giá 1 triệu lắm bởi vì lúc nhập vào đắt rồi.
Số em thì may mắn là nhập được cái lô này, nữ hoàng tuyết này. Em bán có 150 hai thân thôi. Hàng ươm ki. Đây là nữ hoàng tuyết, số lượng em có rất nhiều. Đây là mặt hoa của nữ hoàng tuyết này. Của đài này. Đấy, cái chị này luôn luôn có một cái làm mẫu để cho anh em bán. Nó trắng như tuyết và nó không, cái họng nó không màu vàng đâu. Đây cái họng nó trắng luôn. Còn đây là giá ô lô. Ô lô thân tím. Giá ô lô em bán là 100.000 một chậu như này. Còn 5 cánh trắng họng hồng, hàng giống em bán 90.000. Còn hàng trưởng thành đây, em bán là 150. Giá Pháp thì em bán tầm này, nó cây nó xấu rồi. Xấu là không phải là do cây xấu mà do nó rụng lá các bạn. Đây. 100.000 một chậu giá Pháp. Còn hoa hồng đỏ thì em bán 100.000 thôi. Một chậu hoa hồng đỏ. Giá Asa em bán là 150. Asa thân tím. Đây là cái giống cổ của Đài Loan. Bây giờ nó không còn sản xuất rồi. Bây giờ chỉ còn ki. Người ta chăm được là lên thôi. Bên này là giá Châu Như. Châu Như các em để làm này, nhưng mà khi mà dựng đứng lên này thì đẹp lắm các bạn. Đây. Dựng đứng lên thành chậu như này. Các bác mua về các bác ghim nó dựng đứng lên, xong rồi là để nó sổ hoa. Nó rất hay ra hoa ở đầu ngọn. Nhưng mà nếu không ra hoa ở đầu ngọn thì Tết nó sẽ ra hoa ở thân. Châu Như em bán là 150.000. Còn giả Vân Châu là em của Châu Như đấy, là em bán là 170. Còn Ta Ly Lưỡi Đỏ thì em bán là cũng là 170. Đây là giả Ta Ly Lưỡi Đỏ 170.000. Họng hồng thì đây là vô đối rồi. Chớp Mỹ em bán là 300 một chậu. Đây chớp Mỹ này. 300.000 một chậu chớp Mỹ. Số lượng thì có bao nhiêu cũng có luôn. Trầm Biên Vàng thì 150. Đây là Trầm Biên Vàng. Phi Điệp Lá Mít thì thân lù lá mít này em bán là 150 một chậu. Đây thân lù mập, đến tầm này nó thắt ngọn nó mập lắm. Các bác cứ trồng than củi vỏ thông như em là ok lắm. Kiếm Tiên Vũ rừng thì em vẫn bán là 120 một cân. Còn kiếm Xanh Huế gieo hạt thì vẫn là 100 một chậu. Đây kiếm Xanh Huế gieo hạt 100.000 một chậu. Bên ngoài này là kiếm Semi-Coco. Semi-Coco là 1.200.000 một chậu. Còn đen dô màu thì có mấy màu. Đây đen dô màu, đây vườn em. Địa Lan Mạc Xuân thì em bán là 80.000 một cân. Đây 80.000 một cân Mạc Xuân. Trần Mộng này quá này. Trần Mộng bụi này hơn chục cân đấy. Bụi này Trần Mộng Xuân em bán 100 một cân. Tầm này đang nụ hết rồi các bạn. Đen Zomili 20.000 một khóm. Đây 20.000 một khóm đen Zomili thôi. Còn trồn semi này thì em bán 500 một bảng. Trồn semi này có mặt hoa nhà em rồi. Trồn trắng này thì 150. Trồn trắng là 150 một chậu. Đây kiếm số 3. Kiếm số 3 là 300. Kiếm số 1 cũng là 300. Kiếm số 1 lá nó nhỏ hơn tí. Đây là 300 một chậu. Cát giống thì em bán là 40.000 một khóm. Enzo Mili số lượng tương đối nhiều. Enzo màu. Các loại vật tư thì em vẫn có thoải mái các bác nhé. Vỏ thông 10.000 một cân. Số 1, còn số 2, 3, 4 là 12.000. Vỏ thông nhập khẩu thì là 40.000 một cân. Nhập khẩu để sử dụng trồng lan đột biến đấy các bác. Các bác hay trồng lan đột biến hay sử dụng loại này lắm. Loại này rất an toàn. Nó đã xử lý rồi. Còn loại này là rêu sâu 30.000 một lạng. Đến lúc ngâm vào nước thì nó như con sâu ấy. Không biết nó có chất gì nhưng mà làm cho dễ nhanh bám vào lắm các bác. Rồi không còn các bác.